Mới đây, trailer bộ phim Bác sĩ Dolittle, cuộc phiêu lưu thần thoại đã chính thức được hé lộ. Điều đặc biệt, anh hùng chính trong cuộc phiêu lưu này chính là người sắc Robert Downey. Trong phim, Robert Downey sẽ nhập vai diện y sĩ nhiều người biết đến Dolittle, người nam nhi có thể thủ thỉ với động vật. Sau khi hoàng hậu mất, anh sống tách biệt với quả bên ngoài, chỉ đến khi nữ hoàng Anh bị bệnh, anh mới trở lại. Dolittle đã lao vào trong hành trình phiêu lưu đầy nguy khốn đến hoàng đảo thần thoại để tìm ra phương thuốc chữa bệnh. Nhóm Gamer thủ đồng hành cùng Dolittle trong chuyến phiêu lưu lớn tưởng. Đồng hành cùng Dolittle là một học viên trẻ Harry Colette từ phim đơn kia và nhóm động vật vùng hàng gồm anh khỉ chợt hay lo lắng, cô diệt niềm nở nhưng dở hơi, cặp đôi đà điểu hoài nghi hay cãi cùng chú gấu bắc cực sáng sủa và một bác dẹt đầu đàn. Bộ phim được thực hiện bởi đạo diễn đoạt giải Oscar Stephen Gagan Siriana, Jack Fitch, nhà tạo ra Zero và Jeff Kitchen Bong Nga Lise In Ung De Lang, Maleficent, cùng Susan Doni loạt phim Sherlock Holmes, Theo Giớt Dê. Đặc biệt, giám đốc tạo ra của bộ phim là Sarah Rathsateman Mi, Maleficent, và Yachariro Maleficent, Mistress of Egin. Đoạn trailer ngắn những đủ khiến nhiều người theo dõi thích thú và trầm trồ bởi tạo hình trau chuốt, đầy chân thật của các loài động vật góp mặt trong phim. Không chỉ vậy, trailer còn gây choáng ngợp bởi phần hình ảnh rực rỡ và âm nhạc cực ấn tượng. Điều đó giúp tôn lên diễn xuất tuyệt vời của Robert Downey và những người gamer thủ đồng hành. Sở hữu dàn diễn viên khủng cũng như được bảo chứng bởi bàn tay của những bậc thầy kể chuyện, Bác sĩ Dolittle, cuộc phiêu lưu thần thoại hứa hẹn là siêu phẩm thu hút đáng xem nhất dịp Tết năm 2020. Những cảnh quay chân thật và trau chuốt trong phim.